Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Kính thưa quý Phật tử, 45 ngày chúng tôi không có mặt và ngồi trên pháp tòa này. Đến ngày hôm nay trong lòng vô cùng cảm xúc vì một ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Bồ Tát hộ minh ở cung trời nội viện Đâu Xuất, Ngài thì hiện vào trong cái cõi Ta Bà. Chúng tôi có duyên lành hơn 30 năm đón một bậc vĩ nhân bất diệt xuất hiện giữa dòng đời sanh diệt. Thưa quý vị, năm nay Tịnh Thất Quan Âm cũng không có làm lễ đài, không có nhiều chương trình dân hoa múa hát làm trong phạm vi nội bộ. Và hiện giờ chúng tôi biết những Phật tử trên khắp thế giới cũng như nước Việt Nam trong các tỉnh đang chung vui, chung đón và xem trực tiếp lễ Phật đản của Tịnh Thất Quan Âm. Năm ngoái chúng tôi có nói là Phật đản Phật lịch 2564, quý vị cố gắng làm sao lập một cái lễ đài tại nhà mình cho thiệt là trang trọng cung kính. Thì hôm nay những người nào mà đã vâng lời làm theo thì hôm nay chúng ta có một cái lễ đài để đón mừng một vị Bồ Tát hộ minh ở nội viện Đao Lợi xuất hiện trong cõi Ta Bà. Đây là một cái phước duyên của gia đình chúng ta rất là lớn. Cho nên chúng tôi chúc mừng cho những ai đang online trực tiếp mà đã thiết đặt trong nhà mình có một cái lễ đài. Nói lễ đài vậy thôi, chúng ta làm một cái thau nước để tôn tượng của Bồ Tát Tất Đạt Đa và trân trọng cung kính lấy những nước thơm để chờ cái thời chúng tôi giảng xong ở đây tắm Phật, quý vị cũng tắm Phật, cho cả gia đình của mình đều tắm Phật. Nó được 15 cái công đức tắm Phật lần quý vị. Chúng nữa chúng tôi sẽ nói. Hầu như là chúng tôi nhận được rất rất nhiều điện thoại gọi các tỉnh. Thỉnh thoảng có các nước email và gọi trực tiếp về nói rằng Tịnh Thất Quan Âm năm nay có tổ chức lễ Phật đản hay không. Nói dạ có, nhưng mà tổ chức nội bộ, hạn chế tối đa người đến. Họ lấy làm tiếc. Cho nên thực sự đây là cái việc ngoài ý muốn của ban tổ chức, ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm. Không phải chỉ muốn cho chư tăng những người ở địa phương và đóng cửa như vậy. Cho nên chúng tôi xin hứa hẹn nếu sang năm Covid-19 này giả từ tạm biệt ra đi cõi Ta Bà giảng sanh Cực Lạc, thì chúng ta sẽ làm lễ đài ở phía dưới cái sông trước Bồ Tát Thiên Thủ thiệt là hoành tráng. Tuy nhiên quý vị vẫn tiếp tục lập lễ đài tại nhà. Lỡ mà Covid-20 nó về thì chúng ta cũng có lễ đài ở nhà phải không? Dự trù sẵn trong nhà chúng ta có lễ đài, nghĩa là có một tôn tượng Bồ Tát Tất Đạt Đa. Cũng như là nếu chúng ta không có thì sao? Tụng cái phẩm kinh Phật đản, Khánh đản vẫn được, không có gì. Năm nay quý Phật tử gửi bông hoa về cũng như là 7 cái bánh kem. Mà bánh kem năm nay rất là đặc biệt. Chúc mừng cho những người, quý thầy, mọi người có mặt ở đây không đông lắm. Chắc là 7 cái bánh kem này sau khi cúng Phật xong quý vị được dùng. Còn những người đang online trực tiếp chỉ ăn qua hình ảnh thôi, giờ làm sao? Hả? A Di Đà Phật. Tịnh Thất Quan Âm chấp hành rất tốt
Chúng tôi không phải tự khen ban điều hành và khen Tỉnh Thất Quan Âm và khen chúng tôi. Từ khi bắt đầu một tay là Thủ tướng Chính phủ có quyết định ban trị sự gửi công văn thì chúng tôi không tổ chức ngày Chủ nhật. Hầu như ngưng hết các hoạt động nghi lễ và đóng cửa lại. Chính quyền huyện xã lên gặp chúng tôi hôm qua, công an huyện lên thăm để chúc mừng Phật đản gửi quà. Ban tôn giáo là anh Đức, ban tôn giáo tỉnh cũng xuống anh khen. Bữa nay khang trang sửa sang sạch sẽ. Thầy chấp hành, tôi theo dõi không thấy từ Chủ nhật tổ chức Phật tử ngồi đông. Tuy rằng đây là cơ sở tôn giáo được nhà nước, giáo hội, ban tôn giáo cho mỗi ngày Chủ nhật được cộng tu, nhưng mà thầy đã chấp hành như vậy, chúng tôi rất là vui, rất là hoan nghênh thầy. Thì đây là quý thầy, quý Phật tử đã đồng thuận chấp hành, quý vị cho anh chàng pháo tay tán dương. Dẫu biết rằng chúng Tỉnh Thất đông vẫn phải lo các cụ, nhưng mà kinh tế Phật tử để mà đến đây cúng dường thì chúng tôi thấy giảm 2/3. Còn 1/3 thì rằng sống khiêm tốn một chút vẫn đủ. Đó là cái cách chúng ta khéo léo vận hành một cái bộ máy sinh hoạt ổn định. Đó là ban điều hành Tỉnh Thất Quan Âm rất là tốt. Cho nên thành ra hôm nay và giây phút này cũng như trong ngày hôm nay thì toàn thế giới nói chung cũng như nước Việt Nam chúng ta đang long trọng cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, thì Tỉnh Thất Quan Âm cũng hòa theo cái không khí và cái đại lễ Phật đản này mà long trọng cử hành lễ. Tuy nhiên Phật tử hôm nay vào thì thấy rất là im lìm lặng lẽ, không có lễ đài, không có những người ca sĩ đến để hát. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi bố trí để làm sao quý Phật tử trong địa phương gần đây cũng như là quý thầy nghe đến cái sử liệu và cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mong mọi người lắng lòng thanh tịnh để mà nghe những cái điều mà chúng tôi mỗi ngày và mỗi năm Phật đản nó có khác. Thì hôm nay chúng tôi nói đến cái sự ra đời của Bồ Tát Hộ Minh. Và đây là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị, quý vị lắng nghe, nó liên quan đến cái việc này. Chỗ này quan trọng để chúng lắng nghe. Một con người đó, nếu mà họ là giỏi, họ là người thông minh, họ là người siêu quần bạc tụy, thì phải là con người đó biết mình trước khi sanh ra, mình ở cõi nào, mình là nhân vật gì, mình là Bồ Tát hay là mình phàm phu, hay là mình ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Họ biết rõ mồn một. Không những biết trong một hai đời, trăm ngàn đời, nó tính kiếp chứ không tính đời nữa. Và khi họ đến đây bao nhiêu lâu và họ làm gì, và sau khi họ mãn phần ở đây họ đi đâu, cái tình hình này họ nắm được hết và họ chủ động được hết. Thì đây gọi là thừa nguyện tái lai. Chỉ có các hàng Bồ Tát như Bồ Tát Hộ Minh, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì các vị này là các vị Bồ Tát vì nguyện lực mà thọ thân và vì nguyện lực mà xả thân. Chỗ này quan trọng để chúng nên nghe lời khai thị Ấn Tổ nói. Còn nếu con người ở trong cõi này họ cho họ là thông minh, là giỏi, là giàu có của cải vật chất, là gì gì đi nữa, nhưng họ không biết đời trước họ là gì, ở đâu, rồi có nhân duyên gì để mà vào với cha mẹ mình, và khi chết họ đi đâu, và ở trong cõi này họ làm gì. Nếu họ không biết được và không chủ động được thì con người này là kẻ phàm phu vì nghiệp lực mà thọ thân, và cũng vì nghiệp lực xấu ác mà xả thân thì độ vào ba đường ác. Vì nghiệp lực thiện thì họ ở cõi người, cõi trời, vẫn là trong tam giới và lục đạo luân hồi. Thì Phật nói đây cũng là kẻ đáng thương.
cái chỗ này đại chúng nên nên suy nghĩ tư duy một tí nha. Thì Bồ Tát Hộ Minh ở trong nội viện Đao Lợi và ngài thì hiện vào cõi này là ngài chủ động. Ngài chủ động và dùng cái nguyện lực thành voi trắng sáu ngà và vào hông hữu của hoàng hậu Maya và chồng của hoàng hậu Maya, đó là vua Tịnh Phạn, là một vị cai vị một đất nước, một nước trong nhiều nước tại Ấn Độ, và ngài thì hiện và thành voi trắng sáu ngà. Đây là một biểu pháp là hóa thân, dùng nguyện lực để hóa thân, dùng nguyện lực để nhập thai, dùng nguyện lực để xuất thai, dùng nguyện lực để mà biểu pháp vẫn có vợ Gia Du Đà La, vẫn có con La Hầu La. Và hôm nay chúng tôi nói về cuộc đời sự nghiệp bắt nguồn từ Bồ Tát Hộ Minh thể hiện, cũng như là những sự kiện quan trọng cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này cần nghe không quý vị? Cần nghe. Mình là Phật tử, Phật tử tức là người con Phật, mà không biết ông cha mình phát xuất bắt nguồn từ ở đâu, và là một vị, chẳng lẽ cũng như là một em bé bình thường? Nếu một em bé bình thường thì làm gì có khả năng vừa sanh ra một tay chỉ trời, một tay chỉ xuống đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ, làm sao làm được điều này, làm sao nói được điều này? Còn phàm phu chúng ta thì sao? Ngay hiện tại bây giờ chúng tôi và quý vị không biết đời trước mình là gì, không biết mình đời trước là con người hay là súc sanh hay là cõi trời xuống. Ai trong này biết ông giơ tay coi. Chúng tôi cũng không biết rồi. Không biết này thì gọi là gì? Gọi là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Không sáng suốt cho nên không biết được đời trước mình là gì, là ai, làm loài gì, ở cõi nào. Đức Phật ngài khi thành đạo rồi và ngài nói rất rõ ràng, trước khi ngài ra đời ngài làm vị Bồ Tát Hộ Minh, cung trời đau xuất chứ không phải đau lợi, cung trời đau xuất, nội viện đau xuất. Thì như vậy chúng ta biết rằng là ngài biết cuộc đời ngài trước và ra đời để làm gì? Ra đời để làm gì? Đem một thông điệp giác ngộ và giải thoát cho toàn nhân loại, cho bốn cõi chúng sanh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là tam giới, và bốn loài đó là đoạn sanh, thấp sanh, thai sanh và quá sanh, để làm gì? Để thoát lìa khỏi sanh tử khổ đau. Vậy ngài phải là một bậc vĩ nhân không? Đâu phải ngài là một người bình thường như chúng ta, chui vô thai bào rồi sanh ra cũng khổ đau, không phải là như vậy. Cho nên nãy chúng tôi lên lễ Phật xong đi ngang qua xá ngài, không phải là xá một chú bé, mà xá một vị Bồ Tát Hộ Minh. Như vậy con người mình có luân hồi không? Có đời trước không? Có đời này không? Có đời sau không? Có địa ngục không? Có ngạ quỷ không? Có cõi trời đau xuất không? Có cảnh thanh văn không? Có cảnh Bồ Tát không? Có cảnh Phật không? Có. Vì sao chúng ta không thấy? Tần số không đồng, thân thể không đồng, nghiệp lực không đồng, nguyện lực không đồng. Vì nghiệp lực không đồng cho nên mình đâu thấy được cõi địa ngục đâu. Cho nên tha hồ mà tạo ác sân hận, để khi bỏ báo thân này rồi phải vào địa ngục. Rồi nghiệp lực không đồng cho nên không có thấy cảnh giới ngạ quỷ. Mình thấy nước là nước mình uống, nhưng ngạ quỷ thấy nước là máu, họ uống không được. Họ thấy cơm là thành lửa, vì giờ nó nghiệp lực bất đồng, nghiệp họ quá tham, cho nên thành ra họ phải làm loài ngạ quỷ. Đây là lời chúng tôi nói trong kinh Tạng chứ không phải là tự ý chúng tôi đâu. Tự ý là không cách nào chúng tôi biết được điều này. Mấy anh huynh đệ cố gắng mở mắt ra lắng nghe cho kỹ, nhắm chập là ngủ quá. Sáng nay chúng tôi dậy rất sớm, những ngày lễ như vậy là chúng tôi, nhất là cái buổi lễ này mới có 3 giờ mấy chúng tôi gọi lên điều hành với thầy Nhuận Minh rồi. Nếu mà không có chuẩn bị thì chắc là bây giờ rối beng hết. Tổ sư Ông Quang nói có những con người là con người nhưng mà tâm si dại của họ quá sâu dày, cho nên họ sát sanh trộm cắp tạo những nghiệp xấu ác, ngay đang là thân con người nhưng đã biến thành cầm thú luôn. Đang đi hai chân mà bây giờ bò là thành bốn chân, mọc lông ra và răng nanh lòi ra trở thành một con cọp luôn. Ngài nói có, đang là chúng sanh con người
nhưng tâm là giả thú, cho nên nó chuyển cái thân này thành thú luôn trong hiện đời, chứ không phải là khi bỏ báo thân là quả báo đâu. Điều này có những con người mà chúng tôi thấy, có một số con người đó họ sát sanh giết cá nhiều quá rồi cái mặt họ bắt đầu biến dạng như con cá. Điều này có. Như vậy trong cảnh giới này không những chỉ là loài người và mình thấy loài súc sanh, Phật nói thêm đó là loài địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Súc sanh thì đồng cái cảnh giới một chút chút là tức là chúng ta thấy nó được, nhưng Atula là chúng ta không thấy rồi, phi nhân phi thiên là phước báu không bằng người rồi. Rồi cảnh giới người chúng ta đang sống hiện sinh trong này là thấy rồi, nhưng cảnh giới trời thì bắt đầu tần số hạ cao. Thì hôm bữa có một vị hỏi chúng tôi, chồng của cổ thường gặp chúng tôi hỏi cảnh giới trời cao hơn cảnh giới Phật phải không? Thì họ chưa nghe người giảng cho nên hỏi như vậy. Thì có lẽ những vị cảnh ở giới trời, những vị tiên, những vị thiên, những vị thượng đế đồ là phải cao hơn Phật. Thường thường thông danh từ thông thường họ hay nói như vậy. Bởi vì họ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một con người, còn ở cõi trời cao xa quá, mình nhìn mình không thấy ổng, cho nên ổng cao hơn ông Phật. Ông Phật ra đời là Phật Thích Ca Mâu Ni thấp hơn ông trời, bây giờ ông trời ổng cao hơn kìa. Thì cái đó là quan điểm của con người bình thường. Còn con người mà hiểu được giáo lý Phật dạy thì cái phước của cõi trời á, nó không có bằng cái phước của cõi Phật. Những vị Phật phước trí viên mãn, nhưng mà cõi trời và cõi người phước trí chưa viên mãn, vẫn nằm trong lục đạo luân hồi. Cái điều này quý vị nghe lấy làm rất lạ, bởi vì chưa ai được nói và mình chưa coi trong kinh tạng. Phật nói 10 pháp giới thì cảnh giới Phật là cao nhất, rồi mới đến cảnh giới Bồ Tát, rồi đến cảnh giới Duyên Giác, cảnh giới Thanh Văn, cảnh giới trời, cảnh giới người, cảnh giới Atula, cảnh giới súc sanh, rồi đến ngạo quỷ địa ngục, là 10 pháp giới. Mà 10 pháp giới này là từ nơi tâm ta là pháp giới tánh có thể đi vào pháp giới tướng đó, và tâm pháp giới tánh này quyết định đi vào pháp giới tướng. Pháp giới tướng là địa ngục thì là sân hận, là pháp giới tánh. Khi một niệm bực tức sân hận khởi lên là xây dựng pháp giới tướng ở trong tâm của mình là địa ngục. Khi mãn phần báo thân hết là phải đi vào địa ngục. Tự mình quyết định cho mình đi, không có ông thượng đế nào dắt mình vô hết trơn. Cũng như là Bồ Tát Hộ Minh ở trong nội viện Đau Sức, là Ngài thị hiện vào cõi này là do Ngài quyết định. Mà khi quyết định như vậy là Ngài đã đoạn được tư hoặc và kiến hoặc, vô minh đã trừ sạch, và Ngài còn nguyện lực để ra đi tự tại không bị chướng ngại. Còn mình đang là phàm phu, còn tư hoặc kiến hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, và không dùng nguyện lực được mà chỉ do nghiệp lực đưa đẩy mình đi làm con người. Và con người của mình còn nghiệp gì? Còn cái nghiệp ái. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Và còn giữa thiện giữa ác xen lẫn nhau, và thiện nhiều hơn ác. Cho nên thành ra mình vào làm cõi người, hiểu nguyên nhân nguồn gốc. Nhưng mình chỉ hiểu là con người của mình như vậy thôi, không biết đời trước mình là ai, là ở cõi nào. Đây gọi là vô minh. Như vậy những vị ra đời như Bồ Tát Hộ Minh là vào hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia, và dùng voi trắng sáu ngà, là vị này Bồ Tát mình nơi đáng tán thán cung kính để mà mình ăn mừng không quý vị? Đúng đáng. Còn ngày sinh của chúng tôi đâu có gì đâu, đâu có gì là ăn mừng. Sinh nhật của mình là gì? Là mình là phàm phu sanh ra khóc que khổ quá, có gì đâu mà ăn mừng. Người ta kỷ niệm cái ngày sanh, đúng ra kỷ niệm ngày sanh phải là làm cho tất cả chúng sanh đều hân hoan vui vẻ, không được giết nó mới là đúng. Có một cái anh Phật tử, ảnh khi nghe đĩa chúng tôi rồi, ảnh kỷ niệm sinh nhật bằng cách ảnh mời một số người quen của ảnh đến, và ảnh nấu cỗ chay, ảnh đãi, và trước khi ăn ảnh bắt trì thần chú Đại Bi ba biến, nếu không trì được không thuộc thì ảnh trì tụng cho nghe. Nghe xong rồi bắt đầu ảnh nói chuyện cuộc đời ảnh như thế nào đó, bắt đầu ảnh cho ăn sinh nhật của ảnh. Hôm nay chúng ta biết rồi, ngày sinh nhật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày đản sanh, và muôn loại đều hân hoan vui mừng. Ngày rằm hôm nay ai cũng ăn chay. Đáng lẽ ngày sinh nhật mình cũng phải ăn chay, mình đãi chay chứ. Rồi mình đem tất cả các loài chúng sanh vô tội đó, mình đem đi thả chứ. Hôm nay chùa mình, tỉnh thất mình cũng không sanh 10 triệu. Cho nên cái việc hôm nay lễ Phật đản, chúng tôi nói đến cái việc đó là một vị Bồ Tát Hộ Minh Ngài ra đời, và có cái thần lực để mà nhiếp thọ chúng sanh đặc biệt.
Và chúng ta nói về cái triết lý chỗ này chút, lắng nghe. Vì sao Ngài dùng thành voi trắng 6 ngà? Voi trắng đây tượng trưng cho tâm Ngài đã thanh tịnh như bạch tỉnh thức. Bạch tỉnh thức tức là A-la-da, mình không còn một chút xíu những cái nghiệp xấu ác. Còn A-la-da mình còn nghiệp xấu ác thì không phải là bạch tỉnh thức, là A-la-da thức. A-la-da thức thì nó có vừa thiện vừa ác trong đó. Mà đã chuyển thành bạch tỉnh thức thì tâm thức người này đã là thanh tịnh, không còn chủng tử xấu ác, kiến hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, đã đoạn hết rồi. Đây gọi là bạch tỉnh thức trong danh từ duy thức học, là voi trắng. Đúng không ạ? Hiểu chỗ này triết lý ạ. Và 6 ngà đó là nói về lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì Bồ Tát Hộ Minh này trước khi ra đời để vào cung vua của Ngài Tịnh Phạn đó, làm con của Ngài Tịnh Phạn á, thì phải làm vô lượng đời kiếp những cái công đức về lục độ này. Và nhiều đời nhiều kiếp bố thí nội tài là mắt, tai, mũi, lưỡi, tủy, não, ai cần cái gì là Ngài bố thí cái đó hết, nội tài. Còn về ngoại tài là tiền của vật chất, có những lúc làm vua người ta cần xin cái gì Ngài cho cái đó. Vô lượng đời kiếp đã là bố thí ba la mật luôn. Rồi Ngài trì giới tinh nghiêm, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, Ngài đã thành tựu được hết cái lục độ và trở thành một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Là bổ xứ một đời thành Phật, là Bồ Tát đẳng giác, bước lên diệu giác thành Phật. Thì khi mà Ngài ra đời trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt, vua Tịnh Phạn đang cai trị vì một cái đất nước Ấn Độ, mà trong một đất nước, trong nhiều đất nước lúc đó, nước Ấn Độ chia nhiều nước ra, bởi vì dân chúng đông quá cho nên chia nhiều nước, có nhiều vua nữa. Quý vị nghe thời đó cũng có nhiều vua lắm. Thì khi mà Ngài thị hiện ra đó, thì trong cái giấc mộng hoàng hậu Maya thấy cái giấc mộng là thấy một ông voi. Quý vị thấy hay cái hình tượng người ta vẽ một hoàng hậu Maya đang nằm, đúng không? Rồi có một ông voi từ bên trên mây bay xuống vào trong hông hữu. Thì trong cái tâm thức của bà đã cảm nhận được có một vị vào trong thân mình, chưa biết là ai, chưa biết là người nào, thì mới báo lại cho vua Tịnh Phạn là chồng mình đi đón mộng. Thì nhờ người đến đón mộng thì ông này ông mới nói rằng là đây là một vị vĩ nhân xuất hiện cuộc đời. Và khi ông nghe đến cái điều này thì ông biết đây là một vị không phải là bình thường, một vị phi thường xuất hiện. Thì ông nói rằng đây là một cái diễm phúc của gia đình. Nhưng ông khóc. Vì sao ông khóc vậy? Các Phật tử lắng nghe. Ông nói rằng tôi đã già rồi, vị vĩ nhân này ra đời tôi không gặp được, cho nên tôi rất buồn, cho nên tôi khóc. Vì tôi buồn là do tôi không gặp mặt được vị Bồ Tát, một vị vĩ nhân này. Nếu một người này làm một vị minh quân, tức là giữ gìn một đất nước thì cai trị rất nhiều nước, chứ không phải là một nước Ấn Độ. Và nếu một vị này là một người thoát tục, không có nắm quyền trị vì đất nước Ấn Độ, thì là một vị xuất thế đi tu. Vua Tịnh Phạn nghe vậy lo sợ quá. Mình chỉ có một người con, nếu mà sanh ra thì truyền ngôi cho con mình, chứ nếu con mình đi tu rồi thôi thôi, ngai vị, ngai vàng này giờ để cho ai? Lo. Thì trong cái lúc mà mang thai thì hoàng hậu Maya có cảm giác gì? Lắng nghe. Rất dễ chịu, rất bình yên, ngủ rất ngon. Vì đây là một vị Bồ Tát gọi là thánh thai, Bồ Tát thai ở trong con người của hoàng hậu Maya. Nhưng mà Bồ Tát Hộ Minh nếu mà đi cõi trời hoặc đi cõi khác á, thì chúng sanh mà sanh bằng hóa sanh á, thì Ngài cũng là hóa sanh. Còn chúng sanh ở trong cõi này là thai sanh, thì Ngài dùng hóa thân vào trong thai để sanh ra như một con người. Ngài làm chủ được chuyện này. Nếu Ngài về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là hóa sanh trong hoa sen ngay. Còn nếu mà Ngài đi về những cái cảnh giới trời mà dùng hóa thân, không phải là để mà nam nữ để mà lập gia đình xong rồi sanh con á, thì Ngài không có sanh ra cái kiểu này. Ngài đi cảnh trời, cảnh giới khác, thì Ngài dùng theo cái cảnh giới nào thì thị hiện theo cái con người đó, để cho một con người bình thường nhưng phi thường. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Thì cuối cùng hoàng hậu Maya rất là hoan hỷ dễ chịu,
Nhưng mà mình thì sao? Mình thì kẻ báo oán đòi nợ vô, cho nên thành ra khi vô trong đó nó giãy giùng, nó đạp, nó cấu xé, nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên. Có ở trong này có ai mang thai mà khó chịu, sanh con mà nó chưa chịu muốn ra thì gì, cái đầu nó ra mà nó quay cái chân ra rồi mổ bưng ra, có cái đó là cái gì ạ? Cái đó là mình vì nghiệp lực để mang đứa con mình, và con mình cũng vì nghiệp lực mà đến đây để đòi nợ, thì Đức Phật nói là sanh khổ, đúng không? Đúng không? Sanh khổ. Nhưng mà cái cõi đời mình là con người sanh ra lớn lên là phải lập gia đình, phải sanh con đẻ cái. Và người phụ nữ nghiệp nặng hơn nam, cho nên phải chịu trách nhiệm mang đứa con này trong lòng mình. Nặng hơn, còn nam họ không phải gánh vác một cái sự việc nặng như vậy thì cái nghiệp họ nhẹ hơn. Và vì sao Đức Phật không sanh gọi là hóa sanh để thành một người nữ mà thành người nam? Bởi vì thành Phật thì chỉ là thân nam mới là thành Phật. Thân nam mới thành Phật. Và khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng phải chuyển nữ thành nam, đó là cái quy định của một con người trượng phu là người nam. Nhưng nếu mà con người là trượng phu là nam mà không phải là nam, mà là tính người ích kỷ, tính người phụ nữ, tính người nhỏ nhen, tính người giận dai, giỏi dai. Cái cô đó con nói lúc trước con giỏi nhiều lắm mà bữa nay con không giỏi nữa đâu. Không phải giỏi giắng nhưng mà giỏi là giận giỏi á. Nay không giận giỏi nữa. Thì cái tính của người nam mà còn giận giỏi thì cũng trở thành người nữ, thì đời sau họ chuyển thành người nữ á. Mà cái tính người nam đó là người rộng lượng, khoan dung, thương yêu, tha thứ. Cái người này người ta không có chấp trước thì đời này là nữ thì đời sau đôi khi họ thành nam. Hiểu chỗ này không? Nam nữ nó cũng có cái nghiệp quả chứ không phải hên xui trong đó đâu. Hiện tại quý vị đang ngồi ở đây có mấy người hơi buồn ngủ, hồi hôm qua ngủ trễ ngủ muộn hay sao đó, hơi gật gù ha, thiếu không khí hay là sao không biết. Mấy Phật tử mà chúng tôi được biết, như cái cô ở Áo hôm bữa cô gọi về, cô nói buổi sáng nào con cũng nghe thầy giảng hết trơn, 6:30 bắt đầu là con canh ở bên Áo, con mở ra con nghe. Và hầu như bạn con ở ở ở nước Áo cũng như ở Đức, ở các nơi châu Âu họ nghe, họ rất là thích. Họ nói buổi sáng được nghe 1 tiếng đồng hồ giống như là tiếp thêm một năng lực. Mà không biết vì sao mà con niệm Phật, con trì Đại Bi gần 2 năm nay mà sao con càng ngày càng xấu, mà sao thầy xinh thế. Cái, trời ơi thầy mà xinh cái gì, mấy hôm nay đi làm vườn mặt mũi mặt mày đen thui như dân tộc mà xinh cái gì. Cái không, thầy xinh lắm à. Chúng ta mắc cười muốn chết. Thầy phổ, thầy tuệ đưa, chúng ta nói thì thực ra cái thân này nó có sinh hay nó xấu, nó bệnh hay nó khỏe gì nó cũng vô thường, thời gian nó cũng ra đi thôi. Bây giờ mình dùng nguyện lực giống như Bồ Tát Hộ Minh là đi cõi nào đó thì theo thân đó, và thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì đó là cái thân thực sự là thân chánh của cái chân tâm thường trụ của mình. Còn cái thân này là do nghiệp lực, là vọng tâm. Nó có đẹp gì đi nữa, nó cũng là một con người, vẫn là không phải là cái diệu dụng chân tâm xuất sanh ra một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không phải. Bồ Tát Hộ Minh khi thị hiện vào cõi này thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trước trán ngài có một cái sợi lông màu trắng, khi kéo ra thì gì? Là dài, thiệt là dài. Khi thả vô cái nó xoay hướng hữu, và vào bên trong có một cái ánh sáng chiếu ra gọi là bạch hào tướng, ánh sáng của hào quang chiếu sáng, còn mình kéo ra không có gì hết trơn. Trời ơi mấy sợi tóc mà bây giờ cũng cạo cho rồi, nó mệt quá trời luôn. Cái tướng mình có gì đâu, cô đó chắc mình Áo cũng đang ngồi nghe. Cho nên hành gì? Không nên chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, không nên chấp vào tướng, mà gì? Nhìn vào cái tâm của mình để thay đổi cái tướng. Chúng tôi nói bây giờ cô trì Đại Bi chưa đến lúc, cô liệu tu chưa đến lúc. Nếu cô tu đến lúc thì tâm tướng do tâm sanh, cảnh từ tâm chuyển, chắc chắn là thân tướng cô sẽ đẹp. Và bây giờ nó đang trả quả báo không đẹp thì lúc thọ mạng mà cô niệm Phật thì cũng sẽ đẹp. Mà lỡ không đẹp đi nữa, cô vào trong liên thai, cô về Tây Phương Cực Lạc là thôi tuyệt luôn. Để cho mình rời khỏi cái chấp tướng. Thì gì? Thì quý vị nghe lại là sanh là khổ, chúng ta mới phân tích đúng không? Vào vào trong con người mình là người được sanh cũng khổ, bị sanh cũng khổ. Mà riêng Bồ Tát Hộ Minh đi vào trong thai bào, vào trong người của Hoàng hậu Ma Gia, Hoàng hậu Ma Gia không khổ, ngài cũng không khổ. Ngài hoan hỷ vô cùng. Và cái lúc sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp là quý vị thấy hay cái Vườn Lâm Từ Ni đó. Thì nguyên tắc là Hoàng hậu Ma Gia phải về quê mẹ để sanh.
Trên đường đi đó thì ghé vô cái vườn Lâm Thị Ni và thấy cái cảnh đó nó quá đẹp. Và có một cái hồ nước, chúng tôi đã qua bên đó rồi. Ở trong này ai đi Ấn Độ rồi giơ tay lên rồi. Còn một số người chưa đi hả? Tới đó thấy một cái cây vô u ngàn năm mới nở một lần, lâu thiệt là lâu mới nở một lần, hoa quá đẹp. Vừa gì vừa đưa cái tay lên nắm cái cành hoa đó một cái, ngài từ ở trong không hữu á bay ra, xuất hiện ra. Thì cái điều này mình nghe giống như là truyền thuyết hoang đường đúng không, giống như là cái chuyện ngụ ngôn, giống như là cái chuyện mà mình thấy nhân cách hóa quá đáng. Nhưng mà không, một số các vị bà la môn sanh từ đầu gối, có cái đầu gối nẻ ra một cái là con người chui vô đó. Còn con người mình nó không có nẻ ngay hông, mà nó nẻ cái chỗ kính kính đó, cũng là nẻ thôi chứ có gì đâu, không? Thì cũng từ trong người mình nó nẻ, nó chui ra đúng không? Đó, thì mình không nẻ cái hông thì mình nẻ chỗ khác thôi, thì cuối cùng cũng nẻ thôi chứ không có chạy chỗ nào hết trơn rồi. Và vì sao ngài nẻ cái hông vậy? Ngài muốn ra từ cái chỗ mà thanh tịnh thì ngài bước ra cái gì? Khác người. Khác người là sao? Thì ngay chỗ đó có cái hồ nước luôn. Và bông sen bắt đầu đâu biết tự nhiên dưới đất mọc lên. Cái thứ nhất, ngài bước trên đó một cái. Cái thứ hai, ngài đi 7 bước. Và bước thứ 7 ngài đứng lại một cái, ngài chỉ lên tay lên trời, chỉ một tay xuống đất. Ngài mới nói là thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Duy ngã tức là chỉ có cái chân ngã, chân tâm con người mình, nó là thường hằng bất biến, là độc tôn, tôn quý hơn hết. Cái chỗ này khó giảng, lắng nghe. Có nhiều người nói duy ngã độc tôn là con người này là phàm ngã, không phải, đây là chân ngã, là thể tánh, là tánh đức. Ngài nói cái này nó không mất, xuống tại địa ngục, xuống dưới địa ngục cũng không mất. Về cảnh giới Phật nó cũng gì, nó không có tăng chút nào hết. Cho nên nó là độc tôn, nó là tôn quý hơn hết. Cho nên thương thiện trên trời dưới trời là không có còn chỗ nào mà sót nữa hết trơn. Trong gầm trời này chỉ trên dưới nó bao quát hết. Và chỉ có cái chân ngã là Phật tánh của con người mình đó, là độc tôn, là tôn quý hơn hết. Vô lượng sanh tử là ngài đã sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, ư kim tận hỷ, đến hôm nay đã chấm dứt. Ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, là ra đời một đời này là thành Phật, chứ không có còn sanh tử luân hồi nữa. Vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, vô lượng sanh tử luân hồi ư kim tận hỷ là hôm nay chấm dứt. Thường chúng ta chỉ nghe hai câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đúng không? Có một vị hòa thượng đó kiếm ở trong kinh Tạng ra thêm hai câu nữa là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, là bốn câu rất hay. Thì ngài vừa ra đời như vậy thì gì, chính con rồng phun nước tắm cho ngài. Rồi gì nữa? Rồi hoa trên trời rơi rụng, nhạc trời reo rắc, và toàn nhân loại và tất cả cây cối hôm đó bắt đầu nó xanh sôi đẩy nở, giống như đón chào một vị vĩ nhân bất diệt đi ra giữa dòng đời sanh diệt này. Mình thì nghe thấy bình thường, nhưng mà chúng tôi chuẩn bị cái lễ Phật đản này, trong lòng chúng tôi cảm xúc vô vàn. Cho nên nói ra những điều này trong lòng nó chấn động mạnh lắm. Khi mình nghe những cái sử liệu này, mình thấy may mắn quá, cuộc đời mình quá may mắn. Đến bây giờ chưa phải là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, diệt tận. 12.000 năm mới là diệt tận. Nếu mà 12.000 năm thì không ai nói cho quý vị nghe được như vậy nữa đâu. Hôm nay mới có 3.000 năm còn có người nói cho mình nghe và còn có người nghe. Đây là chánh pháp của Phật, tượng pháp của Phật. Và trong thời mạt pháp này còn lưu diễn được chánh pháp. Còn nếu mà người nghe người ta thấy không có ý vị gì hết, không liên quan gì đến họ hết, và cái ngày sinh nhật của họ, họ long trọng, họ tổ chức, họ giết gà, giết vịt, họ làm nhiều cái chuyện ăn thịt uống rượu làm tà, nhiều cái chuyện mà tạo nghiệp sát sanh. Cái chuyện cho họ thì họ làm rất là hoành tráng, mà riêng cái chuyện của Phật đản sanh thì họ làm rất là sơ sài và không quan tâm đến, nói họ cũng không để lòng. Thì con người này thiện căn phước đất nhân duyên, thấy Bồ Tát coi như mù đuôi. Người ta giới thiệu cũng nghe cũng như là điếc luôn. Thì đây là kẻ đáng thương. Đời sau thì kêu họ gặp Phật Pháp nữa thì không có còn cơ hội đâu. Bây giờ đời này không có chủng tử, không có thích thú về Phật Pháp, không tôn kính những vị Bồ Tát xuất hiện ở cõi đời này, thì coi như chúng ta lại thiệt thòi rất lớn. Cái gì biết, mình lại thấy bình thường như vậy, nhưng mà các vị mà họ tu chứng rồi, họ thấy cái lộ trình mà tu chứng như Bồ Tát Hộ Minh, giống như Tất Đạt Đa, cũng như Đức Phật Thích Ca, thì họ bội phục vị Bồ Tát Tất Đạt Đa và bội phục Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì quá khổ cực,
bao nhiêu đời kiếp sanh tử luân hồi mới có thể tu chứng được, mà chứng là bằng 1%, khó khăn vô cùng so với Đức Phật. Cho nên họ cung kính Đức Phật, một bậc vĩ nhân, thì cái niềm cung kính đó thì gì? Là công đức, là diệt tội. Một phần công cung kính là được một phần công đức, tiêu một phần tội nghiệp. 10 phần cung kính là được 10 phần công đức, tiêu 10 phần tội nghiệp. Hôm nay chúng tôi lên thấy quý thầy trang hoàng, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Tuy rằng dịch bệnh nhưng mà vẫn bông hoa, vẫn bánh kem, rồi để tượng của Bồ Tát. Và xung quanh chúng tôi thấy trang hoàng rất trang nghiêm, chúng tôi cũng ngỡ ngàng. 45 ngày làm vườn rau với đó, không lên ngồi trên pháp tòa, hôm nay lên nhìn thấy hoan hỷ. Quý thầy coi như là hôm nay cũng là tương đối là trưởng thành, và có thể thay chúng tôi để lo lắng công việc Phật sự trong này. Quý vị cho anh chàng phối tay. Và Ngài ra đời thì cái hành trạng của Ngài cũng khác người. Có một cái câu chuyện sử liệu ngắn ngắn như vậy thấy cũng hay. Thì Đề Bà Đạt Đa là một người anh họ, luôn theo phá Ngài, và từ lúc Ngài sanh ra cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn là gặp oan gia này liên tục. Và Ngài cảm ơn Đề Bà Đạt Đa, do Đề Bà Đạt Đa mà Ngài chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở chỗ này là cái biểu pháp hay, quý vị lắng nghe. Nếu mình chưa có khổ, mình chưa gặp trắc trở thì khó giác ngộ. Con chồng, tiền bạc, sự nghiệp nó làm mình trắc trở. Có nhiều người gia đình bị mất, chết, họ vô chùa bắt đầu họ gặp Phật pháp. Thì ở trong cõi này nè, nếu không có khổ thì khó tấn tu đạo nghiệp, là con người phàm phu chúng ta. Còn các hàng Bồ Tát là họ tự giác ngộ, không khổ hơn con giác ngộ. Cũng như là Bồ Tát Hộ Minh đó là hóa thân thành voi trắng 6 ngà, và hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia là Bồ Tát Tất Đạt Đa ra đời đâu có khổ đâu, ở trong cung vàng địa ngục quá sung sướng. Mà Ngài rời khỏi cái sung sướng này đi xuất gia thì chỉ có hàng Bồ Tát. Còn hàng phàm phu chúng ta là phải chịu khổ, gặp nhiều đắng cay chúng ta mới giác ngộ. Cho nên Phật mới nói lấy hàng phàm phu chúng ta phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Thì có một cái tình tiết câu chuyện này cũng đặc biệt, là hai người cùng đi Đề Bà Đạt Đa với Tất Đạt Đa, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lúc còn thái tử là Tất Đạt Đa, đúng không? Và đang đi như vậy, Đề Bà Đạt Đa có một cái thiện xảo bắn chim đang bay trên trời cực là chính xác. Chim đang bay trên trời, một dương cung rộng bắn một cái trúng ngay chốc rớt xuống liền. Và trước mặt Ngài Tất Đạt Đa, con chim nó rớt xuống ngay đó luôn. Và Ngài cầm con chim lên, trong lòng thương con chim vô hạn, và rút cái mũi tên đó ra, liệng xuống đất và thoa cái chỗ mũi, cái dấu vết thương của con chim, và nói rằng sao làm loài chim chơi khổ như vậy, để người ta phải bắn người ta, giết người ta, ăn thịt như vậy. So xong đó, Đề Bà Đạt Đa chạy lại nói: chim của sư huynh, chim của tôi bắn trên trời chúng nó rớt xuống, bây giờ đây là em phải đưa cho anh. Bồ Tát Tất Đạt Đa nghe nói một câu sao nghe nè: đừng ngủ nha, mở mắt lên đi. Chim đang bay trên trời không phải là của anh, tuy rằng anh bắn nhưng nó không phải là của anh, bởi vì nó đang bay trên trời mà. Anh bắn trên trời chứ đâu phải anh bắn dưới đất, hoặc giả là anh chạy lại anh bắt nó rồi em giành đó. Đang bay trên trời, bắn trên trời nó rớt xuống, rớt ngay em cầm trong tay em, hiện tại là của em, thôi thả ông, thả nó bay mất tiêu. Nó bay được. Thì ngay cái lúc mà cuộc sống ngài vẫn có lòng từ thương chúng sanh vô hạn, đây là lòng từ của đời trước. Còn mình thì sao, khác hẳn với Ngài. Ra thấy thịt cái là ăn liền, ngon lắm ạ. Rồi thịt bữa nay nhìn ấy mỡ nạc nó ngon nhỉ. Ra thì mình khác với chúng sanh, với chúng sanh mình khác với Ngài. Bởi vì cái lòng sát sanh của mình quá lớn, không có tình thương với chúng sanh. Cho nên thành ra mình thấy thịt chúng sanh là mình nói đây là món ngon của mình, để mình ăn, để nó nuôi cái thằng này. Thì Ấn Độ mới nói là cái gì? Dùng thịt của chúng sanh là thịt cha mẹ. Bốn loài là tứ sanh phụ mẫu: nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Trứng cũng là nõn sanh, heo cũng là thai sanh. Mình lấy tứ sanh này là cha mẹ của đời quá khứ đó, là trong kinh nói đó. Mình đắp vô trong thân mình ăn cho đầy dạ, đầy bụng mình. Và cái bụng mình ăn hoài bao nhiêu cũng không đủ, gọi là địa ngục vô đáy. Đó là cái địa ngục mà nó chôn bao nhiêu chúng sanh không có đấy.
Tuy rằng thấy cái bao tử nó ngắn, nó nhỏ vậy mà nó tiêu hết trơn, nó vô đấy, thì nghiệp chúng sanh cũng vô tận. Nghiệp chúng sanh vô tận. Vì gì? Vì do cái địa ngục vô đấy của bao tử thôi mà nó tạo biết bao nhiêu nghiệp sát không? Tất cả người săn bắn, tất cả những người chài lưới cũng vì cung cấp cho cái con người ăn thôi. Nếu con người không ăn nữa thì ai mà săn bắn, ai mà chài lưới? Họ nói chỗ này hay. Cho mình học được cái hạnh cuộc đời biểu pháp của Ngài là gì? Là thương chúng sanh. Mình cũng thương chúng sanh. Hôm nay ngày rằm tháng 4, quyết tâm 3 tháng ăn chay trường. Ai làm nổi không? Ai ăn chay trường thì thôi khỏi phải quyết tâm gì nữa phải không? Đã là ăn chay trường rồi. 3 tháng, rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, hôm nay có thêm 1 tháng 4 nhường nữa, 4 tháng luôn. Rồi ăn chay trường 4 tháng. Rồi tiếp tục gì? Rồi ăn đến tháng 8, 4 tháng nữa, ăn chay 4 tháng nữa là đến tháng 12. Rồi tháng 12 ăn chay tiếp tục 4 tháng nữa là đến tháng 4 là xong luôn. Thì hôm nay mình đến đây mình học, và mình đến đây mình dự cái lễ Phật đản, mình phải làm cái gì thay đổi đời mình chứ. Mà chúng ta nói thì thực sự không áp đặt và không có nói mang tính cách là sai giáo lý, sai lời Phật. Con người mà có tình thương với chúng sanh, với nhân loại thì con người này được nhiều người khác thương mình. Còn con người này ăn cùng đồng loại, đó là thịt chúng sanh, là đồng loại đó. Nó có thịt máu, nó màu đỏ cũng là đồng loại. Nước mắt của con chim quý vị thấy nó cũng mặn đó, nó cũng là đồng loại đó. Nhưng mà vì cái nghiệp chướng của nó sâu dày cho nên nó biến thành dị loại thôi. Dị loại là từ con người biến thành súc sanh, là dị loại, là khác loài người. Nhưng mà mình thấy khác loài người là mình ăn được thì đó là cái chuyện nhận thức sai lầm. Nhưng mà riêng Ngài, vì sao mà Ngài lại thấy con chim, Ngài lại thương nó và Ngài thả bay đi? Và dầu cho có thể Đề Bà Đạt Đa giết Ngài, Ngài vẫn chịu. Ngài vẫn chịu cho giết. Mà nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã làm chuyện đó rồi mà. Cho nên là ngày này làm Ngài đâu có ngại đâu. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp con người mình đã có tâm thiện lành rồi, thích thương yêu chúng sanh, nghe người ta nhắc đến chuyện ăn chay trường là người ta ăn khỏi suy nghĩ, không ai cản được. Không ai cản được. Có cô Phật tử đó, cô đi Trung Quốc về, cô ăn chay trường 10 năm nay là biết bao nhiêu cái chuyện khó khăn ông chồng. Đến nỗi ông đến con đường cùng là ông kêu nếu bà còn ăn chay nữa tôi với bà ly dị. Mà cô cũng khéo khéo, cô im im, cô cũng thuận theo ăn vô một cái nước thịt là cô đi cầu. Bởi vì cái ruột bắt đầu là nó không có chịu cái chất mặn nữa rồi. Nó có cái đề kháng rồi thì nó phải như vậy để nó báo tin cho mình biết là nó không chịu. Còn mình ăn vô mà mình thấy bình thường là bắt đầu nó chịu rồi đó. Nó chịu cái gì? Nó chịu nghiệp ác để mình đọa lạc. Thì chúng tôi nói điều này có nhiều người quan điểm thấy chúng tôi nói là chuyện một là không đúng, hai là để từ từ đã, để vài năm nữa bây giờ ăn cho nó thoải mái đã. Thì cái chuyện này quý vị phải nhận lãnh quả báo. Đây là cái biểu pháp của Bồ Tát Hội Minh, đó là Tất Đạt Đa, mà một cái mẫu chuyện mà chúng tôi được xem trong sử liệu là thả một con chim, đây là một cái biểu pháp cuộc đời của Ngài. Hôm nay thời gian không có, hồi nãy là 9:16, bây giờ đây là còn 10 phút nữa là 1 tiếng đồng hồ, bây giờ là 10:06. Quý vị nghe nữa không ạ? Thôi Phật đản một năm có một lần, bây giờ nghe thêm sử liệu của Ngài chút nữa đi ha. Có thể 10:30 đi, còn 24 phút nữa, 10:30 chúng ta làm lễ tấm Phật. Thì cái sử liệu cái chỗ này quan trọng. Vua Tịnh Phạn nghe lại cái lời đón mộng của ông A Tư Đà, lo lắng vô cùng, sợ Ngài đi xuất gia, và bèn cưới cho Ngài một cô vợ Gia Du Đà La. Ngài cũng thuận theo cha cưới. Mà sở dĩ được làm vợ Gia Du Đà La, được làm vợ với Tất Đạt Đa là một cái duyên đời trước rất thù thắng. Vô lượng đời kiếp trước, Bồ Tát Tất Đạt Đa là một con người như chúng ta bình thường, thì nghe Phật nhiên đang xuất hiện cái là Ngài thích liền, Ngài muốn tới đó cung kính đảnh lễ. Còn mình nghe chùa chiền, mình nghe các vị thầy ở đó giảng pháp mình không thích, thì đó là cái duyên lành của mình nó quá kém. Thì cuối cùng Ngài đi trên đường, đi ngang qua cái chỗ Gia Du Đà La bán bông sen. Gia Du Đà La nói: anh đi đâu mà vội vã vậy? Kêu Phật nhiên đang xuất hiện chuẩn bị thuyết pháp, anh phải đi đến cho nhanh để mà kịp nghe Phật thuyết pháp. Kêu em đi đến không được, đang bán bông sen, gửi cho anh một cái bông đến cúng Phật giùm. Rồi gửi cái bông sen, cái bắt đầu đến cúng Phật. Và đến cúng Phật thì cái duyên mà gửi bông sen đến cúng Phật đó, thì đến đời cuối cùng thì Gia Du Đà La gặp Ngài để làm vợ. Đó là cái duyên cúng bông sen, cúng Phật
cúng cho Phật Nhiên Đăng nhờ người khác mang đi mà cũng có cái phước như vậy đó. Vợ của Bồ Tát Tất Đạt Đa, nói vợ của Tất Đạt Đa, đúng không? Đâu phải đơn giản đâu. Cho nên mình có một cái phước báu, mình mới gặp được ông chồng tốt, ông lo lắng suốt cuộc đời cho mình. Còn mình gặp ông chồng lỗ đạn là thôi mình phù mỏ như không, đúng không? Đó là cũng do nghiệp mình chiêu cảm thôi, chứ đâu có phải là do người ta. À, mà lúc trước ông chồng vì sao tốt quá mà bây giờ xấu với mình vậy? Là nghiệp cảm duyên khởi, lúc này phải trả như thế thôi. Không có nói tới nói lui gì được mà quan hỷ mà trả. Mọi người nghe cho đó nghe thấy thấy hiểu đúng không? Thì cuối cùng ngài thành Phật là có cái duyên mà Gia Du Đà La là một người gì? Một người hỗ trợ ngài tối đa, rất hỗ trợ. Và cái lúc ngài gặp xong rồi gì, và ngài sanh ra đứa con La Hầu La xong, và cái lúc ngài chuẩn bị đi xuất gia thì nó có cái tình trạng ở chỗ này đặc biệt. Bữa đó ngài kêu ngài muốn dạo bốn cửa thành. Lúc đó vua cha cứ để cho ngài trong cái cửa thành mà làm sao mà đẹp đẽ lộng lẫy nhất, và mùa nào là có cái nhà mùa đó sung sướng, mùa nóng là phải có cái nhà nó mát thiệt là mát, mùa lạnh phải có nhà ấm, bốn mùa là có. Mà khí hậu bên Ấn Độ khắc nghiệt mà vua Tịnh Phạn làm những cái nơi mà coi như là rất sang trọng, quyến rũ ngài ở nhà không cho đi xuất gia. Thì cuối cùng cưới vợ với một đứa con nữa thì yên tâm rồi, đúng không? Cuối cùng ngài kêu là thôi bữa nay ngài đi bốn dạo bốn cửa thành. Thì vua ra lệnh là dọn hết, không cho một người nào đi lòng vòng ở xung quanh đó hết. Sợ ngài nhìn ngài thấy ngài khởi cái đồng thương tội nghiệp đó, rồi bắt đầu ngài đi tìm đường cứu khổ sao đó. Cái bắt đầu dọn sạch hết trơn vậy mà cuối cùng đi cửa thành thứ nhất, thấy đứa nhỏ sanh ra nó khóc que que mà không biết ai để đó. Dọn sạch hết trơn rồi mà không biết ai để đó. Thì chắc cũng các vị Bồ Tát là để mà thể hiện biểu pháp sao. Thấy đứa nhỏ khóc que 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 đó, ngài nhìn ngài thấy tội nghiệp quá. À, sanh ra khổ như vậy á hả? Ô, sanh khổ. Ngài đi dạo thêm cửa thành đã thấy ông già chống gậy đi lùm khùm. Ô, già khổ như vậy hả? Đuổi cũng không kịp ông già này. Rồi thấy một cái người đó tự nhiên là bệnh rên hừ hừ, bệnh không có thuốc uống. Ngài kêu ô, bệnh khổ như vậy hả? Cái đó bắt đầu ngài đi một đường cửa thành nữa, ngài thấy đang đám ma thổi chống ỏi e ỏi e. Ngài kêu ô, chết như vậy hả? Cuối cùng ngài kêu thôi, đi tu để thoát ly sanh già bệnh chết. Vua cha không chịu. Vì bây giờ nếu mà cha không chịu, ba cha phải giải quyết cho con sanh này, con đã sanh ra rồi, già cha làm sao cho con không già đi, bệnh cha làm sao cho con không bệnh đi, chết cha làm sao cho con không chết thì con không đi tu, con không có phải rời gia đình để tìm đạo. Ông cha là vua Tịnh Phạn bó tay, không có làm gì được hết. Rồi cuối cùng sao? Chờ một ngày đẹp trời, lấy thêm một con ngựa kiền chắc, giới lại ngài Sa Nặc là người bên cạnh để mà phò tá lo cho thái tử đó. Thì tối trước khi ngài đi tu, bữa đó là nhạc linh đình, rồi ăn uống, rồi mọi mặt trong cung đình, trong cung vua thiệt là vui nha. Thì cuối cùng cái là mọi người gì đều uống rượu uống đồ vui quá, nằm ngủ tràn lan, nằm ngủ lăn quay hết trơn luôn. Nửa đêm canh khuya chắc cũng khoảng 1-2 giờ gì đó, không à, bắt đầu gì, ngài bắt đầu vượt thành Ca Tỳ La Vệ để xuất gia. Thì trước khi vượt thành sao, vô về cái màn nhìn vô Gia Du Đà La, cái lúc đó thì phấn son gì đó, mồ hôi nó chảy đường, nhìn mặt gì đâu mà thôi quá trời luôn, toàn là mồ hôi rồi phấn son phấn gì đâu, nó tùm lum hết trơn. Xong rồi cuối cùng ngài mới nói gì này: mắt đẹp của em rồi cũng phải mờ dần, tay đẹp của em rồi sẽ cong già già, nó cong như que củi, thân của em thẳng rồi cũng sẽ gù gù, không à? Đúng không? Có gù không? Rồi gì? Da đẹp của em rồi cũng sẽ nhăn nhó như con khỉ già, rồi vô thường đến thôi anh tạm biệt, bye bye em, ra đi. Nhìn đứa con la lô, nhìn đứa con á la hồ la nồng đó, đáng lẽ lúc đó mình đi không đành không? Ngày gì? Ngày vẹt ra coi xong cái lên ngựa đi cắt tóc gửi lại. Gia Du Đà La ở nhà cũng vì nghe ngài khổ hạnh, cũng khổ hạnh như thế nào, khổ hạnh như thế đó. Rồi cuối cùng gì? 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh lừng rừng già, cuối cùng cũng không đạt được, và ngài mới nhập định ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày. Sao mai vừa rõ lạng, ngài ngộ được chân tâm thể tánh thanh tịnh, và lúc đó nó phá vỡ cuối cùng của cái màn vô minh vi tế nhất, và tâm ngài đã chứng đắc từ bắt đầu thiên nhãn thông,
thì nhìn tất cả 10 phương pháp giới chư Phật, và trong đó có cảnh giới cực lạc của Phật Di Đà, Ngài thấy luôn. Và ở dưới địa ngục cũng thấy rõ, và muốn thấy cảnh giới nào là thấy cảnh giới đó rõ ràng như lắm nắm vật trong lòng bàn tay, đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, theo nghe tất cả tiếng thuyết pháp của 10 phương chư Phật, nghe rõ ràng không lẫn lộn một tiếng nào hết, và nghe tiếng đau khổ của chúng sanh ở địa ngục, và đắc được tha tâm thông là biết tâm của tất cả mọi người, và túc mạng thông, Ngài dùng thần thông cái Ngài đi còn hơn máy bay, hơn tề thiên đại thánh luôn. À, gọi là chứng được lục thông, là cái cuối cùng của cái thông đó là lậu tận thông, là không còn một lậu hoặc phiền não, kiến hoặc tư hoặc gì nữa hết, và vô minh hoặc trần sa hoặc dứt sạch hết là lậu tận thông. Và lúc đó Ngài thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, viên mãn thành Phật, nhập định 49 ngày. Chúng ta đáng tôn trọng không? Mình làm được chuyện này không? Không làm được. Và lúc đó Ngài mới nói rằng điều gì? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, chúng sanh chưa thành nhưng cũng sẽ thành Phật như ta. Bởi vì Phật tánh này á, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà do trái giác hợp trần, trái lại đi với những lẽ phải, những điều tốt, những điều thiện, trái đi với tánh giác làm những chuyện xấu ác, gọi là trái giác hợp trần, là hợp với trần lao phiền não, cho nên làm chúng sanh trôi lăn sanh tử luân hồi, thiệt là đáng thương. Lúc đó ma bà tuần xuống thính Ngài nhập niết bàn, Ngài nói không, ta phải ở cõi này để giáo hóa chúng sanh. Thì ma bà tuần thỉnh Ngài năm 80 tuổi nhập niết bàn, Ngài chịu. Và lúc đó một số ma bà tuần á, trước khi thỉnh Ngài nhập niết bàn là thị hiện đủ loại thân, gia du đà la, thị hiệu con, thị hiện cha, đủ loại dùng thần thông, mà trong tâm Ngài đã vắng lặng hết và không còn một chút xíu động tâm, cho nên họ phải gì? Họ phải kính phục, gọi là hàng phục ma cố, hàng phục ma cố. Và cuối cùng Ngài thành Phật, và cái việc đầu tiên của Ngài đó là chuyển pháp luân tới cái vườn Nai, là vườn Lộc Giả Uyển á, để thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì năm anh em Kiều Trần Như thấy Ngài đến một cái là mỉa mai cười và nói là ông này ông Tất Đạt Đa lúc trước tu khổ hạnh như chúng ta mà cuối cùng bỏ cái môn khổ hạnh này. Cái khổ hạnh ở bên Ấn Độ kinh khủng lắm, đứng một chân hoài nắng, đứng một chân thôi, không phải hai chân, cõi đồ đã hết, có đội lạc đạo lõa thẻ nữa, và họ đứng một chân hoài nắng, rồi họ nằm trên gai, trên cái trong gai á, và họ khổ hạnh như vậy, họ nói họ mới có thể chứng đạo Đức Phật. Tất cả khổ hạnh đều vượt qua được hết, một hạt mè ăn trong một ngày làm được luôn, còn da bọc xương thôi, mà cuối cùng Ngài thấy cái khổ hạnh này không thể thành tựu được, và cái hưởng thụ sung sướng quá cũng không thể thành tựu được, mà gọi là trung đạo, ăn một ngày một buổi trưa. Và Ngài đến, Ngài mới nói về giáo lý đầu tiên tứ đế cho năm anh em ăn cầu Kiều Trần Như, và chứng nhập, có người chứng nhập A-la-hán từ sơ quả đến tứ quả. Và lúc đó tăng đoàn Ngài đầu tiên là 4 người, và trong suốt cuộc đời của Ngài đó là đệ tử Ngài 1250 người, kinh khủng không? Và cuộc đời của Phật thì có nhiều người ác, ác nhất là ông Vô Não, Ngài cũng nhận luôn, và Ngài ra đời, Ngài xóa bỏ hết tất cả giai cấp. Mà bên Ấn Độ giai cấp kinh khủng lắm, nghe mình thí dụ là họ Trầm đi, chúng ta là Trầm Văn Hơn không, nghe họ Trầm là nó biết giai cấp gì rồi, nghe họ Nguyễn là biết giai cấp gì rồi. Cái giai cấp thấp thì cái họ đó là phải là họ đó thôi, nghe cái họ đó là bắt đầu nó khinh bỉ con người đó, và con người đó là phải là cu ly thôi, nghe đó là biết là họ thương gia rồi, và nghe đó là biết họ dòng tộc cao quý à. Họ có cái họ để họ ràng buộc cái chuyện giai cấp rất chặt chẽ. Nhưng Đức Phật nói là gì? Giai cấp không có, không có trong cái con người của Ngài. Và Ngài muốn xóa bỏ giai cấp, và xóa không nổi. Chỉ một thời Ngài 80 năm và giáo lý của Ngài lưu truyền, nhưng mà bây giờ xóa vẫn không nổi với cái phong tục tập quán đó. Còn mình đây bây giờ mình ra bên ngoài, mình nghe người đó họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, mình cũng không biết họ đã giàu hay nghèo phải không? Bên Ấn Độ nghe cái họ đó là biết rồi đó, biết thằng mày là con người mà chỉ ngồi sau lưng ta, chứ mà đi trước mặt ta có thể giết mình cũng phải chấp nhận. Cái người mà họ mà gọi rằng là nếu như là bằng cùng á ngang, là có cái họ đó. Cho nên thành ra là cuối cùng Ngài xóa bỏ không được, và Ngài có biểu pháp là cái lúc đó có cái ông Vô Não, thì ông nghe cái một cái đạo là giết 100 người, lấy 100 ngón tay xỏ vào trong cổ đeo thì sẽ thành đạo, chứng đạo. Thì ông này ông nghe ông bắt chước, cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang có dạy cái điều này, đại chúng lắng nghe nè. Mình chưa chứng thánh, chưa chứng thánh tức là chưa vô sơ quả, chưa chứng Bồ Tát,
thì hay là con người mình là phàm phu là nương theo cái lời người đi trước không? Nó ngộ vậy, họ nói sai cũng nương theo luôn. Còn nếu chứng thánh rồi thì không phải bàn, họ lại làm chủ được rồi. Cho nên cuối cùng ông đó ông nói với ông vua não, thì ông vua não mới làm sao? Đi giết hết. Còn hai người nữa là đủ 99 người rồi, còn một người cuối cùng nữa là đủ 100 người. Thì hết người rồi, tìm không ra nữa, thấy ổng người ta chạy mất tiêu hết rồi. Thì thôi về giết mẹ mình cho rồi, về giết người mẹ mình cho rồi, thì về giết ai cho nó đủ 100 người, lấy 100 ngón tay này để tới trước mặt ông thầy mình, để cho ông thầy mình chứng minh mình là thành tựu cái đạo quả mình. Thì cuối cùng cái Đức Phật biết như vậy rồi thì hiện liền, thì hiện trước mặt ông, chưa kịp về nhà thì ông vô não mới kêu à thôi bây giờ mình về giết mẹ mình chi mất công, mẹ mình sanh mình ra thấy cũng thương mẹ mình quá, thôi giết cái ông này cho rồi. Bắt đầu chạy theo ngài, thì ngài đi bình thường thôi, ngài dùng thần lực ngài đi rất bình thường, mà ông kia chạy theo, chạy thiệt nhanh, chạy hì hục, cầm con dao đến giết theo chặt, mà sao cái đi hoài không có thể nào đến kịp để mà chặt cái đầu ông này. Cái cuối cùng ngài đi thì mệt quá, ngài nói ông ơi ông đứng lại đi, vì sao ông đi như vậy, ông đi nhanh quá vậy, ông đứng lại đi. Thì chắc chạy cũng khách 3-4 mét gì đó không có chặt được. Thì Đức Phật mình nói sao, ta đã đứng lại từ lâu rồi. Ủa sao mà ngài đang đi mà sao ngài nói đứng lại? Thì ông vô não ông nói ông đang đi mà sao ông nói ông đứng lại. Cái không, ta đã dừng lại từ lâu rồi, ta đã đứng lại từ lâu rồi. Thì ông mới ngạc nhiên, ông cũng đứng lại, thì Phật cũng vừa đứng lại, ông hỏi tôi chưa hiểu cái chuyện này, ông đang đi mà sao ông nói ông đứng. Ông kêu ta đã dừng lại, ta đã đứng lại cái tâm ác từ lâu rồi. Ông vô não hỏi tâm gì là ác? Tâm giết người là tâm ác. Thì cuối cùng ông mới quỳ xuống, ông òa lên, ông hỏi ông nói cái câu này ta nghe, tôi thấy tôi cảm nhận rằng là ông một người không phải bình thường. Thì bắt đầu mới nói cái con người với con người phải thương nhau, không nên giết. Rồi con người với loài súc sanh cũng không nên giết, mà cũng không nên đi mua nó mình ăn. Mua nó là mình thuê người ta giết, ấn tỏ nó là thuê người ta giết, cũng là vui theo giết. Cho nên thành ra không nên sát sanh như vậy, không nên giết người như vậy, không nên giết cha mẹ như vậy. Các vị có đức là những vị sư trưởng, không nên giết như vậy. Và cuối cùng ông mới nói ta đã tạo ác quá rồi, làm sao ta trở thành người lành được. Ngài kêu không, nếu người ác biết quay đầu là bờ. Trong này có hai hạng người, một hạng người là không làm ác, một hạng người làm ác như ngươi biết quay đầu không làm ác nữa, thì đây là hai hạng người tối thắng, gọi là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, thiết pháp nhận vô tặng đòn luôn. Kinh khủng không? Thấy lòng từ bi của Đức Phật không? Thì cuối cùng sao? Đức Phật được cái việc này, làm được việc này rồi, bao nhiêu vua chúa đến hỏi sao một người ác như vậy mà Đức Phật nhận vô. Thì Đức Phật nói như vậy, nói với các vị vua, thời lúc đó có những vị vua loại vua Ba Tư Nặc, vua rất nhiều vị vua mà kính ngưỡng Phật đi theo để mà hộ trì cho Phật, những cái vị trưởng giả cấp cô độc rồi đó. Thì lúc đó Phật mới nói chỗ này, lắng nghe, đây cái giáo lý thâm thúy. Ngươi, tức là nói mấy vị vua, mấy vị quan thần, ngươi cũng là một người ác bằng ông vô não và hơn ông vô não. Ngươi đã đọa lạc bao nhiêu trăm đời kiếp, hôm nay ngươi được làm người, ngươi quên nó thôi. Ngươi chưa có được túc mạng thông, thần tức thông á, để mà ngươi biết thôi, chứ các vị cũng đã là người ác như vậy rồi. Nhưng mà do một cái duyên lành, gặp được thầy sáng bạn hiền, gặp được Phật Pháp, gặp được những cái điều tốt á, cho nên bây giờ ngươi mới làm vua, mới làm trưởng giả, mới làm những người tốt như vậy. Đó là dịp may của mình, không phải là ác. Đó là ác hoài, không thể thay đổi được. Nghiệp ác nặng cỡ nào đi nữa cũng có thể thay đổi được. Đó là tu, là chuyển nghiệp. Nói như vậy các vị kia nghe hiểu thông liền, bởi vì cái năng lực của Phật mà khi nói ra một cái là những người đó phá vỡ vô minh liền. Mình thì bây giờ mình đọc vô giáo lý Phật là cũng là lời Phật để lại trong kinh sách kinh tạng, mà mình đọc mình thấy giống như giấy cũ giấy rách, mình thấy rất bình thường. Nhưng mà những người mà họ có nhân duyên, họ đọc vô một cái là họ khai ngộ liền, họ bừng tỉnh liền. Mà gặp trực tiếp Phật nói nữa thì thôi rồi, mấy vị đó bừng tỉnh luôn, kêu à ông vô não này chỉ ác trong đời này, mình đã là người ác nhiều đời, mình làm bao nhiêu loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, hôm nay mình được làm người rồi, thôi bây giờ mình cũng cảm thông cho họ chứ. Đó, hiểu ra liền. Phật lúc đó ngài nói pháp rất là ít, ngài nói ngay nơi cái tâm trạng khúc mắc của mình cái là gì, tháo gỡ liền, ngộ ra liền. Rồi lúc đó xong cái là gì, ngài xuống tóc là thiện lai tỳ kheo, râu tóc cạo cái thành một vị tỳ kheo.
Rồi từ từ cái ngộ nhập sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thấy Đức Phật ra đời như vậy là Ngài làm một vị Phật, thấy có một cái đặc biệt mà sâu dày, cao siêu và siêu xuất hơn một vị thay vì là vua nói giỏi kế vị vua Tịnh Phạn. Quý vị công nhận điều này không? Đúng. Ngài đi tu xuất gia để thành Phật và độ chúng sanh, và cái sức ảnh hưởng đến bây giờ và các nước trên thế giới và 9.000 năm còn lại. Cho nếu mà là một vị vua ở tại nước Ấn Độ kế vị vua cha Tịnh Phạn thì chỉ là một vị vua trong nước đó thôi, xong rồi. Trong 80 năm, 100 năm ông ngài mất đi rồi thì cũng là một vị vua như bao vị vua khác bình thường thôi. Thì đến cái lúc này quý vị mới thấy cái giá trị của một con người tu, đúng không ạ? Một con người tu Bồ Tát xuất hiện cũng như là chúng ta tu để liễu sanh thoát tử, đúng không ạ? Khác rõ ràng một trời một vực. Thì ngài mới nói như chỗ này là chúng tôi mới kết thúc lại, còn 7 phút nữa là 10 giờ rưỡi. Chúng ta muốn nói ngay chỗ này. Đại chúng lắng nghe. Ngài nói rằng tu để mà thành Phật như ta phải trải ba đà ai tăng kỳ kiếp lâu lắm. Từ khi con người tu hành để vô sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là thanh văn, mà tột cùng của quả thanh văn là A-la-hán, rồi vô duyên giác, mà tột cùng của quả duyên giác đó là Bích Chi Phật, tột cùng của quả Bồ-Tát là Diệu Giác, Đẳng Giác, thành Phật. Thì cái lộ trình này ba đà ai tăng kỳ kiếp, cõi trời vẫn còn phải nằm trong sanh tử luân hồi, chưa vượt ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà bắt đầu vô sơ quả thì phải tính thời gian rất lâu. Mà một đời mình chết đi sống lại là một đời chứ không phải một kiếp. Mà vô lượng đời như vậy mới là một kiếp, nhiều lắm, thời gian rất lâu. Thì Ngài nói là chúng sanh mà tu như ta thì sợ không làm nổi và khó vô cùng. Thôi ta nói ra một cái pháp môn, đó là chỉ trong một đời, đây là xuất ly tam giới ra khỏi sanh tử luân hồi, về cao dự hải hội Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Lúc đó Ngài mới nói ra bộ kinh A Di Đà tại nơi kỳ viên Tịnh Xá, rồi nói ra kinh Vô Lượng Thọ ở trên núi Linh Thú, và vô trong ngục tù để nói kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy. Phải không? Rồi bắt đầu Ngài mới nói ra kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, nói kinh Hoa Nghiêm đầu tiên vừa thành Phật là cho các hàng Bồ Tát, đó là phẩm thập đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về Cực Lạc. Ngài nói tịnh độ và rải rác trong 49 năm hơn 300 hội, và Ngài lấy pháp môn tịnh độ là nói cho chúng sanh, độ chúng sanh trong thời mạt pháp 10.000 năm. Cho nên Ngài nói, và Thượng Tịnh Không hay nhắc là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sở dĩ ra đời, duy thuyết Di Đà Bổ Nguyện Hải. Cái câu nói này quý vị không nghi ngờ được nữa đâu. Hòa Thượng Tịnh Không không phải là một vị bình thường. Cái câu này chúng ta nói nguyên văn Hán văn. Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, chư Phật sở dĩ ra đời, duy thuyết Di Đà Bổ Nguyện Hải. Duy chỉ nói đến cái bổ nguyện là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, siêu thắng, bất khả tư nghị. Cho nên Ấn Tổ mới nói là xưa kia Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà đã từng phát đại thệ nguyện, một Phật, một vị Phật là Phật Thích Ca thị hiện vào cõi ngũ trược, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược và ác thế này, để nhiếp thọ nói ra cái pháp bảo, đó là nguyện lực và danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Một vị Phật đó là Đức Phật A Di Đà ở đây cách 10 muôn ức cõi Phật, đã lập một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sanh về bên đó tu hành để thành Phật. Thì hai vị Phật là Phật Thích Ca và Phật Di Đà xưa kia đã từng phát đại thệ nguyện làm chuyện này. Mà chúng sanh nào mà nương theo nguyện lực của Phật Di Đà và tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người này, đây là người may mắn nhất trong những người may mắn. Hôm nay may mắn không? Cái chỗ này là chúng tôi muốn nói. Quý vị đòi coi văn sao thì như, thực ra cái điều này chúng tôi nghe đến 20 lần, bởi vì mở tới mở lui hoài trong phòng thờ Ấn Tổ thầy Tánh có đọc. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà xưa kia đã từng phát đại thệ nguyện, một vị Phật là thị hiện vào cõi ngũ trược ác thế là ta bà, để dùng cái pháp lành thiện pháp và dùng cái nguyện lực của Phật Di Đà giới thiệu cho mọi người, để mọi người biết và nương theo nguyện lực và danh hiệu Phật Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Một vị Phật là thành tựu cái cõi Tây Phương Cực Lạc để dung chứa chúng sanh trong 10 pháp giới, để cho chúng sanh ở trong đó làm gì? Tu hành để thành Phật. Và về tới Tây Phương Cực Lạc là học tu để thành Phật. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói đây là lớp đại học. Còn nếu mà tu hành mà giúp cho người đó thành Bồ Tát là trung học. Còn chúng sanh trong cõi này nè,
để mà thành A-la-hán là tiểu học. Còn phàm phu thì lý do không có vô cái môn học nào hết trơn. Mà hàng phàm phu mình là không có vô cái môn học nào có Phật Pháp. Mà vô A-la-hán từ sơ quả đến tứ quả cao nhất là A-la-hán đó đó, là tiểu học. Thì trong cõi này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ giáo hóa chúng sanh được A-la-hán thôi. Nhưng mà bây giờ trong cái cõi này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt rồi, ai chứng A-la-hán đâu? Không biết được. Ai có thể kiểm chứng như mình đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc? Không ai kiểm chứng được. Bây giờ chứng A-la-hán còn không có nữa kìa. Minh tâm kiến tánh còn khó cực kỳ nữa kìa. Thì gì? Thì chỉ có cái chuyện dễ nhất, đó là pháp môn ngàn kinh điều xiển dương, muôn luận điều tiên nói, và tổ tổ thánh thánh tiền hiền điều tiên truyền. Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn tu tắc trong lỗ vô lượng pháp môn tu tắc. Thì hôm nay Đức Phật ra đời là chúng tôi muốn nói đến cái chuyện là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết di đà bổ nguyện hải. Chư Phật sở dĩ ra đời là nói đến bản nguyện siêu thắng bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúc mừng cho những người nghe điều này, và điều này chính xác vô cùng. Và nghe rồi tin, tin rồi nương theo nguyện lực của Phật A Di Đà, một đời này phát Bồ Đề tâm, tinh tấn dũng mãnh, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tích lũy tịnh nghiệp tam phước, và khi bỏ báo thân này, người này mỉm cười ra đi. Sao họ mỉm cười vậy quý vị? Họ không có chết. Cho nên họ Thượng Tịnh Không cũng có nói pháp môn niệm Phật là pháp môn trẻ mãi lâu già và không già. Ngài nói tôi đây 90 mấy tuổi mà tôi đâu có thấy già đâu. Lúc nào Ngài cũng cười hết trơn. Cho nên gương mặt Ngài 95 tuổi mà thôi lắng lẫy luôn, không một chút xíp ly. Còn mình mới có 50 mấy 60 tuổi mà nó già giống như con khỉ ăn ớt luôn, nhăn nhó suốt ngày mà. Mình già quá trời luôn rồi. Pháp môn này là pháp môn giúp cho con người này là không bệnh. À, già đà là thuốc trị chung vạn bệnh. Gọi là pháp môn này là pháp môn A Di Đà là phổ trị, là đặc trị về căn bệnh sanh tử luân hồi. Pháp môn niệm Phật là pháp môn bất tử. Nghe lạ, ai cũng phải chết mà. Đúng, thân này chết mà tâm này không chết, nương theo nguyện lực của Phật vào trong liên thai về Tây Phương Cực Lạc, thì cái xác này chết nhưng tâm này bất tử. Người ta đã ngộ vô sanh rồi. Chỗ này khó nói lắm á ngàn. Khó nói lắm á. Cái khúc này mà quý vị nghe mà quý vị thích thú thì vui vô cùng. Hả? Hết giờ. Số lượng người này thì chắc phải tắm nửa tiếng, tắm Phật nửa tiếng. Thì hôm nay hết giờ rồi, đâu có nói được 15 công đức tắm Phật, chỉ nói đọc ra cho nghe thôi chứ không có thời gian giảng. Lúc trước thì có thể tổ chức tối thứ bảy thì giảng 15 công đức tấm Phật, nhưng bây giờ là không có thời gian thì chúng tôi đọc 15 công đức tấm Phật. Trong kinh Công Đức Tấm Phật, Hán dịch Sa Môn Thích Nghĩa Tịnh Đời Đường Việt dịch, Tại Gia Bồ Tát Giới U Bà Tắc Nguyên Thuận. 1. 15 công đức tấm Phật. 1. Luôn biết hổ thẹn. Công đức thứ 2, phát tín tâm. Công đức thứ 3, lòng dạ ngay thẳng. Công đức thứ 4, gần gũi bạn lành. Công đức thứ 5, nhập trí tuệ vô lậu. Công đức thứ 6, thường thấy chư Phật. Công đức thứ 7, luôn thọ trì chánh pháp. Công đức thứ 8, có thể thực hành theo lời Phật dạy. Công đức thứ 9, tùy hỷ, tùy ý vãng sanh vào quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Công đức thứ 10, nếu sanh trong hàng người thì sẽ sinh trong gia đình tôn quý giàu sang, được mọi người cung kính và ai thấy cũng đều hoan hỷ. Công đức 11, khi sanh trong chốn nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn thường tưởng nhớ Phật. Công đức thứ 12, bè lũ của ma quân không thể tổn hại não loạn. Công đức thứ 13, có thể hộ trì chánh pháp ở trong thời mạt pháp. Công đức thứ 14, được mười phương chư Phật gia hộ. Công đức thứ 15, sớm được thành tựu ngũ phần pháp thân, giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Đó là 15 công đức của người khi đủ duyên tấm Phật. 15 công đức tấm Phật. Thì thưa quý vị, cái thời gian chúng tôi muốn nói đến 10 giờ rưỡi. Đúng ra thì đến 11 giờ rồi chúng ta dùng xong hết là 12 giờ. Tuy nhiên một số những người ở tại địa phương vào để tham dự, để dự cái lễ tắm Phật, thì
Năm nay quý vị về dự lễ tấm Phật chúng tôi nghĩ chắc có lời hơn mấy năm trước. Vì mấy năm trước đông quá cho nên nước không đủ. Năm nay ít thì chắc nước xách về mấy bình nữa ha. Bây giờ có nhiều người người ta nói trời ơi thầy tổ chức cái lễ buổi lễ tấm Phật con không có được đi, má con mang nước về con uống con mát từ dưới đầu đến xuống chân luôn á. Cái tâm cung kính quá, biết sao nước này họ nói uống vô tự nhiên sao trong người nó dễ chịu, mát mẻ, ngủ ngon. Thì quý vị biết là hồi nãy giờ bao nhiêu lời giảng của chúng tôi, rồi bao nhiêu cái hoàn cảnh này, cái nước á, cái nước tuy rằng nó ở bên ngoài, tuy rằng là nước không có trong này, nhưng mà cái âm thanh nó gia vị trong nước, thì nước này nó mỹ lệ. Những người mà thường lễ Phật để chai nước trên bàn thờ, cái chai nước mà cam lồ, mà nước đại bi lễ Phật buổi sáng là chúng tôi không bao giờ mà thiếu. Một ly nước đó là uống vô trong lòng mình mát mẻ. Và có cái điều đặc biệt là thường lễ Phật trì đại bi mà uống nước vô thì ăn rất ngon, ngủ rất ngon. Và trong người mình nó sảng khoái, giống như buổi sáng mình làm cho nó một cái sinh lực để sống, hoan hỷ vô cùng. Đó là nước lễ Phật là nước cam lồ, nước trì đại bi là nước cam lồ, nước hôm nay cho quý vị dùng tấm Phật là nước cam lồ, dùng vô trong người mình dễ chịu mát mẻ. Còn những cái nước không nên dùng đó là gì? Đó là rượu, là bia, những loại làm cho mình nghiện và say, như là thuốc lá, không nên dùng nó. Nó làm cho con mình lão hóa và chết sớm, nguy hiểm. Nước hôm nay mấy thầy nấu rất là tinh khiết, quý vị uống vô một cái là sang năm tới nữa cho coi. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay làm cái lễ Phật đản thì trong lòng cũng bùi ngùi là một số những người giờ online trực tiếp họ không có về được để uống nước, thì thôi uống nước qua hình ảnh đi ha, chứ giờ nước đâu có để gửi đi. Thôi hôm nay thì cái thời gian chúng tôi nói 1 tiếng 20 phút, chắc quý vị cũng ghi nhận được nhiều những cái điều bổ ích trong cuộc đời của Đức Phật. Cái đó là chúng tôi nói một trong trăm ngàn những cái kỳ tích, và đặt cái nói một trong phần trăm ngàn của những cái gì trong cuộc đời của Đức Phật thôi, chưa là gì hết đâu. Như sử liệu của Ngài mà lúc trước chúng tôi học quá trời dài luôn. Từ khi mà bắt đầu là kêu Bồ Tát hộ minh ở nội viện Đâu Xuất cho đến cái lúc Ngài thành Phật thì không biết bao nhiêu sự kiện mà nó diễn ra kinh khủng luôn. Có những cái mà mình rất là thương kính Ngài. Cái lúc mà Ngài coi như là ăn một hạt mè tu khổ hạnh, mà cái đến cái lúc Ngài ốm mà cái ruột của Ngài nó thóp vô tuốt vô bên trong, quý vị thấy cái hình đó toàn là xương với da không à, da bọc lại xương không. Và lúc đó Ngài quá kiệt sức ngất xỉu luôn. Rồi lúc đó có một người mục nữ thì thấy Ngài như vậy, xong bắt đầu mới làm một cái gì, làm một cái sữa, mà cái sữa này Ấn Tổ Ngài nói quá trời là đầy dinh dưỡng. Thì nàng mục nữ này mới lấy cái sữa này, lấy những cái sữa của những loài trâu, rồi những loài bò, những cái loại mà chúa không à, đem về ngào với những cái loại mà bổ. Thì mục nữ này mới là đem để cúng dường cho Ngài một bát sữa. Cuối cùng Ngài uống vô một cái, trong người Ngài bắt đầu khang kiện và có sức khỏe lại. Và còn một cái đền thờ người mục nữ này, và lúc đó Ngài mới hồi lại sinh lực. Thì quý vị mới biết Ngài là lúc ốm, ốm thiệt là ốm, mà uống một bát sữa của nàng mục nữ Sujata đó, thì quý vị biết là lúc đó mà tưởng là cái chuyện sống chết là trong đường gang tấc rồi, nhưng mà cuối cùng gì là có người để lo lại sức khỏe cho Ngài, và Ngài mới ngộ ra được là muốn tu hành đắc đạo là chỉ có cái gì, trung đạo, không thể khổ hạnh như vậy được, và cũng không thể nào ở trong cung vua mà có thể thành Phật được. Ở trong cung vua thành Phật thì không có thể nào người ta hưởng thụ sung sướng mà thành Phật được, thì Ngài cái biểu pháp là phải rời khỏi cung vua. Mà rời khỏi cung vua mà khổ hạnh cũng không thể thành Phật được, phải rời hai cái thái cực này ra. Người tu hành mình cũng vậy. Thì cái việc mà cuộc đời của Đức Phật hôm nay nhân ngày Phật đản, một năm chỉ nói một lần, thì chúng tôi gần như là cảm ơn Ngài vô vàng. Cả gia đình của chúng tôi cũng như là bao nhiêu Phật tử có mặt ở đây trên toàn thế giới là biết đến năm giới cũng do Ngài nói ra, biết đến đâu là thiện, đâu là ác, biết đến cảnh giới cực lạc cũng do Ngài nói ra hết. Và trong kinh tạng đó là rất là kỳ vĩ. Nhưng mà có một số người họ không có duyên với pháp môn tịnh độ, họ chỉ học kinh tạng Bali, thì họ nói là giáo lý đại thừa
và Đức Phật A Di Đà và Tây Phương Cực Lạc đó là ngụ ngôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói, họ nói vậy là sai, họ không có nhân duyên. Cho nên nói pháp môn tịnh độ khó tu thực là khó, bởi vì các hàng mà đại thông gia, các hàng triệt ngộ rồi nhưng mà không gặp được tịnh độ, không gặp được người thai thị, họ cũng không có tin tịnh độ, không niệm Phật, không tu được. Đây là chuyện khó. Còn pháp môn tịnh độ dễ cũng thiệt là dễ, những hàng ngu phu ngu phụ như chúng tôi và quý vị tin lời của Phật, ngửa tin lời Phật và chịu niệm Phật nguyện vãng sanh thì pháp môn này cũng là dễ. Dễ đối với hàng phàm phu ngu phụ chúng ta, nhưng khó với hàng thông tông thông giáo, kêu là triệt ngộ tự tánh, chấp lý mà bỏ sự thì khó với hạng này. Mới sáng nay nghe Ấn Tổ nói, ăn cơm nghe Ngài nói chỗ này, mình diễm phúc vô cùng đúng không? Không phải là người gọi là triệt đại ngộ, mà là tinh tịnh độ thì cũng hơn người triệt đại ngộ đó. Hơn về cái niềm tin chứ không phải về cái phần sở chứng. Thôi giờ đây cũng hết giờ.